Xin chào quý bạn, chào mừng quý bạn trên kênh trở lại kênh Sắc Màu Cuộc Sống, và chúng ta đang đồng hành cùng nhau trên cung đường của bạn Cù, và núi hướng theo từ cầu Tư Dương, chúng ta sẽ đi ra đến Cù Ta với đường Cù Năm và núi mới đường Vua Tư. Đây các bạn thấy chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ này gồm 2 làn đường, và mỗi làn đường gồm có 3 làn xe, còn 2 làn đường dành cho xe ô tô và 1 làn đường để cho xe máy và các phương tiện vô tư. Đường rất là rộng, thoáng và đẹp các bạn. Đây là một trong những cửa ngõ rất quan trọng đối với thủ đô Hà Nội, là với giữa đường quốc lộ 5, với đường Vua Tư để đi trên đường Nguyễn Cừ qua cầu Trương Dương để vào trung tâm nội thành Hà Nội.